Chào mừng các nhà huấn luyện đã trở lại với chuyên mục Nghiên cứu huyền thoại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau du hành đến quần đảo nhiệt đới Alola để cùng giải mã những bí ẩn xoay quanh bộ ba thần ánh sáng bao gồm Sugaleo, Lunala và Necrozma. Để có thể giải đáp được lý do vì sao Sugaleo và Lunala là hai huyền thoại cao cấp duy nhất có cấp tiến hóa và tại sao Sugaleo đại diện cho mặt trời nhưng lại có hệ thép và siêu linh, Lunala đại diện cho mặt trăng nhưng lại rất sợ hệ bóng tối khi mang trong mình song hệ là ma và siêu linh, cũng như là làm thế nào một Pokemon có vẻ ngoài chẳng liên quan gì đến hai Pokemon còn lại như là Necrozma đã có thể dung hợp với chúng và là một phần không thể thiếu để tạo ra bộ ba ánh sáng. Hãy cùng nhau đi sâu vào phân tích trong vài phút tới đây. Và hơn 70% những nhà huấn luyện nào vẫn còn chân chư, cũng đừng quên nhấn nút chuông đăng ký để không bỏ lỡ những video mà tụi mình sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới. Đây chính là tín hiệu đến từ thần Arceus dành cho các bạn rồi đó. Bây giờ thì cùng bắt đầu nghiên cứu thôi. Trước tiên thì chúng ta sẽ đi sâu vào dữ liệu của từng con để có cái nhìn rõ ràng nhất. Bắt đầu từ Sugaleo, từ lâu đã được tôn vinh là sứ giả của mặt trời. Pokédex của nó có miêu tả, vào thời cổ đại, nó được gọi với cái tên là quái thú nước chửng mặt trời. Khi con mắt thứ ba được kích hoạt, nó sẽ khởi hành đến một thế giới khác, mà thế giới khác ở đây chính là khả năng mở ra cánh cổng dẫn đến thế giới của các Ultra Beast. Cơ thể của nó có khả năng chứa một lượng năng lượng khổng lồ và phát sáng khi hoạt động. Ánh sáng mạnh mà nó tỏa ra khiến cho ban đêm giống như là giữa trưa. Là một dạng tiến hóa từ Cosmoem khi đạt đến level 53. Nhưng nếu là con Cosmoem đực thì nó sẽ tiến hóa thành Sugaleo. Dù được miêu tả là tiến hóa theo giới tính, nhưng cái giống đực giống cái này nó không được thể hiện qua mặt sinh học như là động vật, mà được thể hiện ở tính cách và bản chất nhiều hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau giải thích kỹ ở phần sau. Cái tên Sugaleo nó cũng được gợi ý khá nhiều về cách thiết kế của loài này. Chữ So ám chỉ mặt trời ở trong tiếng Latin, ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trong các ghi chép về thuật giả kim. Galileo có thể một phần khá liên quan đến nhà thiên văn học và vật lý học nổi tiếng là Galileo Galilei, người đã khám phá ra rất nhiều điều về hệ mặt trời của chúng ta ngày hôm nay. Bạn sẽ hỏi tôi cái hệ thép và hệ siêu linh của nó thì sao? Pokemon thì càng ngày càng bị ý tưởng, một con Pokemon nuốt chửng mặt trời mà lại có hệ thép và siêu linh à? Rồi hệ thép thì tiếp xúc với lửa kiểu gì? Đó là thời trẻ trâu tôi cũng sẽ nói như vậy, nhưng đào sâu hơn thì mới hiểu. Quái thú nuốt chửng mặt trời là một liên hệ trực tiếp đến hình ảnh con sư tử màu xanh lá cây nuốt chửng mặt trời trong thuật giả kim. Bạn sẽ hỏi tôi tiếp là cái này thì có liên quan gì? Có, rất là có liên quan luôn. Các nhà giải kim thông thái ngày xưa đã chỉ ra rằng mặt trời không phải là một quả cầu lửa khổng lồ như chúng ta thường nghĩ. Không hề. Mà thực chất mặt trời là một khối năng lượng được tạo ra bởi vô vàn phản ứng hóa học của kim loại, tạo thành một loại vật chất thứ tư, khác với các trạng thái rắn lỏng khí mà chúng ta biết. Đó chính là dạng vật chất plasma. Plasma thì được cấu thành từ các hydrogen và carbon, cùng với sắt, lưu huỳnh, magie. Nói chung là cả chục ngàn phản ứng ở trong đó. Và nếu bạn tách được Fe tinh khiết, là sắt tinh khiết đó, ra khỏi cái hỗn hợp đó và cho nó phản ứng với carbon thì nó sẽ trở thành thép. Yên tâm, tôi thì cũng ngu quá lắm chứ không có giỏi giang gì. Và cái con sư tử màu xanh lá cây đó trong tất cả các bản vẽ tượng trưng cho dầu Vitro, loại dầu mà các giả kim thuật sư thường sử dụng để tách kim loại tinh khiết ra khỏi các hỗn hợp chất khác. Đây là một phần của quá trình biến kim loại thành vàng. Nói chung thì con sư tử xanh này là hỗn hợp dung dịch để tách Fe từ trong mặt trời ra để tạo thành thép. Chúng ta cứ hiểu nôm na là như vậy. Cái này giống như là lý tưởng của máy ổng nhiều hơn. Kiểu cho tôi một dung dịch đủ lớn để mà trộn với mặt trời thì tôi sẽ làm ra một loại kim loại tinh khiết cho mấy người coi. Giống với câu là cho tôi một điểm tựa thì tôi sẽ nâng cả trái đất vậy đó. Và cái biểu tượng sư tử ăn mặt trời này cũng có một ý nghĩa châm biếm rằng lòng tham của con người nó lớn đến mức có thể ngấu nghiến và nuốt trọn mọi thứ, thậm chí là dẫn đến sự hủy diệt. Nhưng mà tại sao con sư tử là màu xanh lá cây mà Sugaleo lại một con sư tử trắng? Tôi tin là cái màu trắng này của Sugaleo biểu thị cho sự tinh khiết, tức rằng toàn cơ thể của Sugaleo lúc này đã hoàn toàn là một hỗn hợp kim loại không dính tạp chất. Còn cái màu xanh lá cây trong bản vẽ chỉ là một hỗn hợp mà thôi. Do đó nó mới có đặc tính full metal body, toàn thân là kim loại tinh khiết, giúp cho nó không bị giảm chỉ số hay tác động nào làm cho nó bị giảm chất lượng. Và mấy tổ thiết kế thì em có chê gì chê em xin lỗi, nhưng mà tới đây thì nó quá đỉnh rồi. Do đó thực chất, nếu đã gọi Sugaleo là quái thú nuốt chửng mặt trời thì hệ siêu linh trong nó tượng trưng cho thiên hà và vũ trụ, những gì vượt xa tầm hiểu biết của con người, cũng như là khả năng khai mở con mắt thứ ba để dẫn ra một chiều không gian khác, khả năng mà mấy phù thủy hay là dị nhân trong phim thường hay làm. Còn hệ thép của nó, tức ám chỉ công cuộc biến các loại vật chất thành kim loại, đúng như tư tưởng của các nhà giả kim ngày xưa. Chưa hết, nếu bạn còn nhớ, lúc nãy ta có nói Cosmoem đực sẽ tiến hóa thành Sugaleo chứ đúng không? Thực ra thì đực cái nó không quan trọng, mà ở đây nó thể hiện được tính nam, chỉ sự can đảm, chịu đựng, phục hồi và đoán xem
Trong thuật giả kim thì tính nam còn được biểu trưng bởi cái gì? Đó chính là thép. Đương nhiên là thép phải tinh khiết. Còn một cái thú vị nữa là mặt trời đơn giản chỉ là một ngôi sao. Và đoán xem trong vũ trụ của Pokemon, Pokemon nào tượng trưng cho một ngôi sao? Đó chính là Jirachi. Và nó mang hệ gì? Thép và siêu linh. Quá dễ để giải đáp thắc mắc. Có vẻ như hệ thép trong game đa phần không chỉ đều biểu trưng cho những kim loại cứng, mà nó còn biểu trưng cho những ngôi sao và các vật chất ngoài vũ trụ. Giống như chiêu Meteor Mask, cú đấm sao băng lại mang hệ thép vậy đó. Và rồi chúng ta sẽ qua đến Pokemon đại diện cho tính nữ, phần đối lập với mặt trời của Solgaleo, đó chính là Lunala. Theo dữ liệu của Pokédex ghi lại, Lunala từ đầu đã được tôn vinh là sứ giả của mặt trăng. Vào thời cổ đại, nó được coi là quái thú gọi mặt trăng. Pokemon này liên tục hấp thụ ánh sáng để chuyển hóa thành năng lượng và có thể che khuất ánh sáng ban ngày bằng bóng tối. Khi nó dang rộng đôi cánh để hấp thụ ánh sáng, nó giống như một bầu trời đêm tuyệt đẹp. Năng lượng màn đêm của Lunala cũng có tác dụng bảo vệ nó khỏi bị tổn hại. Và đó cũng là lý do mà nó có đặc tính Shadow Shield, giảm 1/2 sát thương nếu bản thân đang còn đầy máu. Nó cũng là một dạng tiến hóa của Cosmoem nếu nó là con cái và đạt đến cấp độ 53. Cũng giống như Solgaleo, giống cái hay giống đực nó không thể hiện ở mặt sinh học mà thể hiện ở mặt bản chất nhiều hơn. Còn về thiết kế, nếu Solgaleo liên quan đến thuật giả kim thì Lunala lại có mối liên kết chặt chẽ với chim tinh học. Điều hay ho là chim tinh học và giả kim thuật luôn song hành cùng nhau. Nếu bạn đã là một nhà giả kim thì kiến thức về các chòm sao và thiên văn của bạn cũng phải rất gì và này đó. Về một con dơi khổng lồ đại diện cho mặt trăng, có lẽ cảm hứng này được lấy trực tiếp từ một cuốn sách cổ The 14th Century Book of Wonder, biên soạn vào cuối thế kỷ 14 ở Ả Rập. Cuốn sách này viết về các chòm sao và chim tinh học. Trong đó có một trang sách mô tả về cung cự giải, được thể hiện bằng hình vẽ mặt trăng với gương mặt một người phụ nữ, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang y chang Thúy Vân, cùng với cánh của những con dơi. Từ thời giả kim thuật, họ cũng đã xem việc mặt trời quy định cho tính nam, còn mặt trăng quy định cho tính nữ. Cái này không phải là về giới tính nha, mà là về bản chất. Đừng có lộn á, tôi nói đi nói lại. Tính nữ trong chim tinh và giả kim thuật đại diện cho sự chu đáo, yêu thương, quan tâm, chăm sóc, những công việc cần sự tỉ mỉ sáng tạo. Ở cơ mà khoan khoan, dị hệ siêu linh mà ma của nó thì sao? Tại sao nó không mang hệ bằng siêu linh vào bóng tối? Chẳng phải nó là mặt trăng vào ban đêm hay sao? Đằng này Pokemon mặt trăng vào ban đêm mà lại bị nhân 4 sát thương bởi hệ bóng tối và ma. Trước hết thì chúng ta phải đồng ý với nhau rằng hệ siêu linh của nó giống với Solgaleo. Nó có con mắt thứ ba để mở cánh cổng bước vào một chiều không gian khác. Nó cũng liên quan đến vũ trụ như cả ngàn con Pokemon ngoài hành tinh khác. Còn về hệ ma của nó, tôi sẽ có tới 3 dẫn chứng sau đây cho việc này. Đầu tiên thì Pokemon Sun and Moon lấy cảm hứng từ Hawaii và Lunala lấy cảm hứng từ một loài dơi bản địa của Hawaii như đã bị tuyệt chủng từ khá lâu. Game Freak thì rất thích cho những Pokemon bị tuyệt chủng ngoài đời có hệ ma nên cũng khá là dễ hiểu. Nhưng nếu lý do đó vẫn chưa quá thỏa đáng thì loài dơi và màn đêm còn được dựa trên Kamazots, là một linh hồn dơi phục vụ các chúa tể vào thế giới ngầm trong thần thoại Maya trong cuốn kinh thánh Dơi Tử Thần. Và cũng vì nó tượng trưng cho cái chết nên hệ ma là chuẩn bài rồi. Còn một luận điểm thứ ba về hệ ma của Lunala nữa, đó chính là nó được miêu tả như là quái thú gọi mặt trăng, mà mặt trăng ở trong các nền văn hóa còn đại diện cho thế giới bên kia. Không phải tự nhiên mà khi trăng lên thì các thế lực ma quỷ lại trỗi dậy. Chứ thử đi hen, nắng chang chang mà đứng bóng dừa coi ai dám ra ngoài hôm nó chỉ là ma quỷ. Do đó mặt trăng mà Lunala đại diện nói rất nhiều về phần âm, sức mạnh tính nữ, thế giới sau cái chết, đối nghịch với phần dương, tính nam và mặt trời quyền lực của Solgaleo. Phần tiếp theo sẽ là mối liên hệ giữa Lunala và Solgaleo. Từ truyền thuyết mà chúng ta đọc được ở thành phố Mali, chúng ta sẽ biết rằng hai Pokemon này, chúng thường trú ngụ ở các chiều không gian khác, có thể được hiểu là thế giới của những Ultra Beast. Từ rất lâu trước đây, tùy thuộc vào phiên bản mà người chơi đã chọn, một Solgaleo hoặc là Lunala đã xuất hiện từ một lỗ trên bầu trời. Các vị vua cổ đại của Alola đã cúi đầu trước các Pokemon huyền thoại này, tôn thờ tụi nó thành thần thánh. Sau đó thì hai Pokemon huyền thoại đã tạo ra những vị thần bảo vệ, mang lại hòa bình cho bốn hòn đảo, hay còn gọi là các Tapu sau này. Sau thời bình thì cũng đã có trận chiến giữa bốn Tapu cùng với Solgaleo hoặc là Lunala. Ý là một đấu bốn chứ không phải là hai đấu bốn đâu nha. Mà tại sao đánh lộn thì có thần mới hiểu chứ, Seimin tôi chỉ giỏi gửi hoa thôi chứ tôi không biết làm gì khác đâu. Tuy nhiên thì ai thắng thì chắc cũng biết rồi. Tụi tao đẻ là tụi bay luôn đó. Nhưng bốn vị thần bảo vệ đảo cũng có được phần thưởng cho mình, đó chính là các Tapu Nizam Z, giúp các tứ thần bảo vệ đảo có chiêu ulti cuối cùng cho độc đáo. Sau đó thì Pokemon huyền thoại đã tạo ra một số Cosmog làm người thừa kế và bảo vệ tiếp cho quần đảo Alola này. Chúng giao cho các vị thần bảo vệ nhiệm vụ trông chừng cho đến khi các con Cosmog này tiến hóa hoàn toàn.
đây là huyền thoại được xác định có khá nhiều cá thể cùng sinh sống. Mà thật ra thì tụi này cũng không phải là huyền thoại cho lắm, chỉ là những sinh vật đến từ không gian khác và ban phát ánh sáng cho vùng Alola này thôi. Nếu Solgaleo là ban phát ánh sáng và lan tỏa chúng, thì Lunala là Pokemon hút ánh sáng lại và biến chúng thành màn đêm. Vậy hai đứa này có liên quan gì đến thuật giả kim không? Rất là liên quan, là lan quyên luôn. Đối với các nhà giả kim cổ đại, mặt trời và mặt trăng đều là hành tinh. Trên thực tế, chúng là những hành tinh quan trọng nhất và do đó chúng đại diện cho những kim loại có giá trị nhất. Vàng tương ứng với mặt trời, bạc tương ứng với mặt trăng, đích đến cuối cùng của các bạn nếu muốn làm giàu. Đây là ký hiệu của các nhà giả kim quy ước với nhau. Trong đó ta sẽ thấy mặt trời tương đương với vàng, tính nam tượng trưng cho kim loại, ứng với Solgaleo. Mặt trăng là bạc, biểu tượng của tính nữ, tượng trưng cho đồng. Tuy là đồng không ứng với hệ ma của Lunala, mà thực ra đồng thì hệ gì được, cho nên là hệ ma như giải thích ở trên là hợp lý. Và nếu bạn để ý kỹ hơn một chút, mặt trăng và mặt trời nếu ở cùng một vị trí sẽ tạo ra điều gì? Đúng vậy, đó chính là nhật thực và nguyệt thực. Hiện tượng nhật thực và nguyệt thực thường được coi là một khởi đầu mới hoặc là một cánh cổng mới trong rất nhiều tác phẩm của văn hóa đại chúng. Bên cạnh đó thì màu đen tuyền và ánh sáng bị che khuất không thể nào làm ta không liên tưởng đến mảnh ghép cuối cùng của bộ ba ánh sáng. Chúng ta sẽ qua đến Necrozma. Necrozma là thành viên thứ 3 của bộ 3, tích cực tìm kiếm hai thành viên còn lại để đánh cắp ánh sáng mà họ sở hữu, cho phép nó lấy lại hình dạng thực sự của mình, Ultra Necrozma. Khi Necrozma đánh cắp ánh sáng của Solgaleo hoặc là Lunala, nó sẽ lần lượt trở thành Dustman Necrozma hoặc là Dawnwings Necrozma. Thông qua Ultra Necrozium Z, nó có thể trở thành dạng cuối cùng tối thượng của mình là Ultra Necrozma. Theo những ghi chú bí mật được tìm thấy trong thư viện Mali, Necrozma đã từng xâm lược Alola, đánh cắp toàn bộ ánh sáng của nơi này và kết quả là bao phủ toàn bộ khu vực trong bóng tối. Solgaleo hoặc Lunala cùng với các vị thần bảo hộ đã cùng nhau chiến đấu chống lại Necrozma tại làng Tapu để giành lại ánh sáng bị đánh cắp. Sau đó thì Necrozma cũng đã đánh bại và hấp thụ Pokemon huyền thoại để trở thành Dustman hoặc là Dawnwings. Một vị anh hùng cùng với các vị thần bảo hộ đã sử dụng sức mạnh của những chiêu Z-Move để giải thoát Solgaleo và Lunala khỏi Necrozma, và sau đó nó đã bị trục xuất khỏi Alola. Đó là truyền thuyết của Necrozma trong vùng Alola. Nghe sơ thì thấy Necrozma như là một phản diện, cơ mà phản diện nào thì cũng có quá khứ, không phải tự nhiên mà Necrozma đi gây sự với Alola làm gì. Hình dạng ban đầu của nó rất rực rỡ, được xem là vị thần mang lại ánh sáng và sự sống cho toàn cõi Ultra Space. Mỗi nơi nó đi qua, nó chia sẻ ánh sáng của mình với nhiều thế giới khi di chuyển trong không gian Ultra, bao gồm cả trái đất và thành phố Ultra Megapolis. Tuy nhiên, cư dân ở thành phố Ultra Megapolis này trở nên tham lam và giam cầm Necrozma để sử dụng sức mạnh của nó theo nhiều cách khác nhau. Sau đó thì Necrozma nổi giận, nhấn chìm cả thế giới của họ vào bóng tối. Phải biết rằng, thành phố này có riêng một hệ thống mặt trời và mặt trăng cho riêng mình, như là một thế giới song song với trái đất. Nhưng sự giận dữ của Necrozma đã giết chết hai nguồn sáng tự nhiên này, khiến cho thành phố Ultra Megapolis chìm trong bóng tối. Sau đó nó trốn thoát đến Alola với một hình dạng đen thui không thể nào bần hèn hơn được nữa. Nhìn vẻ ngoài thì như vậy, nhưng bên trong nó luôn chịu đau đớn vì đã mất đi nguồn năng lượng vốn có. Necrozma được miêu tả là một Pokemon lăng kính. Cái này thì hơi vật lý một chút, là khi cho ánh sáng trắng đi qua lăng kính thì nó sẽ có nhiệm vụ tách ánh sáng trắng ra thành một dải sáng màu cầu vồng. Có gì sai các bạn bảo tôi ý nha, tôi cũng không rành nữa, hết học lâu rồi. Nhưng Necrozma lại có màu đen tuyền. Màu đen tuyền lại là màu có thể hút hết tất cả các màu khác mà không phản xạ lại bất cứ màu gì, phản ánh khả năng đánh cắp ánh sáng của nó và kết cục của thành phố Megapolis, nơi Necrozma đã giành chiến thắng. Về cơ bản thì hai dạng Dustman và Dawnwings khi Necrozma dung hợp với lại Solgaleo và Lunala cũng là cách Necrozma tìm lại được sức mạnh của mình từ hai vị thần ánh sáng khác. Nhưng việc dung hợp này có bắt nguồn từ đâu? Có phải là thuật giả kim nữa không? Chúng ta sẽ đi đến phần cuối cùng cũng như là phần lớn nhất, cốt lõi nhất để tạo ra thế hệ thứ 7. Ở phần này thì chúng ta sẽ phân tích mối quan hệ của bộ ba Necrozma, Lunala và Solgaleo. Nhưng trước hết phải thấy rõ được việc chiếm xác của mặt trời và mặt trăng, lấy đi nguồn sáng đó, phản ánh rất rõ hiện tượng nguyệt thực và nhật thực. Ý tôi là còn gì để nghi ngờ nữa đâu, đúng không? Thực là ăn rồi, nhật thực là ăn mặt trời, còn nguyệt thực là ăn mặt trăng, quá dễ hiểu rồi. Nhưng còn một ý nghĩa sâu hơn nữa của việc dung hợp này. Trước hết thì chúng ta phải biết rằng mục tiêu của thuật giả kim có hai ý chính. Một là biến kim loại thành vàng, rồi anh đây sẽ giàu nhất cái làng này. Hai là tạo ra hòn đá triết gia, đỉnh cao thật sự của việc luyện thuật giả kim. Cái này thì khá quen thuộc trong các tác phẩm điện ảnh và nghệ thuật.
như là Harry Potter vậy đó. Nhưng thực sự nó là gì? Hòn đá triết gia, hay còn gọi là Philosopher's Stone, là một chất giả kim và một chất xúc tác huyền thoại, có khả năng biến những kim loại thường như là thủy ngân thành vàng hoặc là bạc, cũng có thể kéo dài tuổi thọ của một người và còn có thể được gọi là thuốc trường sinh bất tử. Trong nhiều thế kỷ, nó là thứ được tìm kiếm nhiều nhất trong thuật giả kim. Hòn đá triết gia là biểu tượng trung tâm trong thuật ngữ huyền bí thuật giả kim, tượng trưng cho sự hoàn hảo tối thượng, giác ngộ và chân phúc của trời. Và chúng ta hãy nhìn vào tấm hình này, nó gói gọn tất cả tinh hoa tinh túy của thuật giả kim để tạo ra hòn đá triết gia. Trong đó thì có 3 yếu tố làm xương sống: mặt trăng bên phải, mặt trời bên trái, và phía ở cuối là một lăng kính hình hộp. Cái lăng kính này được gọi là corpus, tức là thể xác. Mặt trời là soul, từ này trong tiếng Anh chỉ tâm hồn của con người, vì nó biểu thị cái bên trong của con người nhiều hơn. Mặt trăng là spirit, tức là linh hồn. Linh hồn thì nó thể hiện phần âm hơn, thế giới tâm linh, cũng là một phần cho lý do của hệ ma của Lunala. Ồ, cái lý do này hợp lý hơn nè. Tóm lại thì để tạo ra một hòn đá triết gia, ta cần có 3 yếu tố chính. Đó chính là tâm hồn, thể xác của người đó, kết nối với những linh hồn của thế giới bên kia. Nên việc Necrosma, lăng kính, chiếm thể xác của Soul Galeo và Lunala, tâm trí và linh hồn, là một quá trình hoàn thiện sức mạnh đỉnh cao. 3 yếu tố ở trên là xương sống, làm ở 3 góc của vòng tròn, để một người có thể luyện thành công thuật giả kim, cả lão hoàng đồng và vân vân. Thật ra ở bên trong vòng tròn này còn có sự kết hợp của 4 nguyên tố tự nhiên, bao gồm muối, tượng trưng cho cỏ cây và thiên nhiên, lưu huỳnh, đại diện cho lửa, thủy ngân, đại diện cho nước, và chì, đại diện cho đất. 3 cái cỏ, nước và lửa kia thì khỏi bàn tới là về 3 con starter của thế hệ 7. Nhưng mà về phần chì thì có rất nhiều yếu tố đồn đoán khác nhau. Mọi người có đưa ra giả thuyết đó chính là Rockruff, một Pokemon mới được truyền thông khá rầm rộ ở thế hệ 7. Nhưng đi sâu hơn nữa thì lại bị hơi lạc đề, nên chúng ta sẽ trên tinh thần chỉ biết sơ sơ về các Pokemon chính của Gen 7 đều có liên quan đến thuật giả kim và trường sinh bất lão. Đúc kết lại thì vẫn giữ nguyên chủ đề xuyên suốt của thế hệ 7, một thế hệ nêu cao tinh thần và giá trị văn hóa truyền thống và thiên nhiên. 3 Pokemon thần ánh sáng phản ánh về hậu quả của lòng tham con người, ảnh hưởng thế nào đến vòng tuần hoàn của tự nhiên. Mặt trời và mặt trăng là một chu kỳ tất yếu để vạn vật có thể sinh sôi và nảy nở. Ánh sáng của Necrozma là nguồn sống, đã bị đem khai thác và dẫn đến sự nổi giận của các vị thần. Sự kiện va chạm của các Ultra Beast thông qua các Ultra Wormhole cũng phần nào cho thấy khi một môi trường sống đã bị lấy đi sẽ kéo theo sự xâm lấn và hủy diệt của một môi trường khác. Chúng ta thì không thể nào kiểm soát được tự nhiên, như cái lòng tham nuốt trọn mặt trời để tạo ra vàng mãi chỉ là lòng tham viễn vông của con người. Như cách mà các nhà giả kim từng làm, vàng nhân tạo sẽ mãi không bao giờ có giá trị bằng vàng nguyên chất. Bằng chứng là dù có cố gắng đến đâu thì các nhà giả kim thuật cũng chỉ có thể tạo ra những loại vàng pha tạp, dẫn đến những kết cục bị lưu đày. Hy vọng thì chuỗi phân tích này sẽ nhận được thật nhiều góc nhìn, góp ý của các bạn ở phần bình luận bên dưới và truyền đi một thông điệp: thiết kế của Pokemon luôn có chiều sâu, không thể chỉ nhìn vào vẻ ngoài mà đánh giá nó được. Muốn thật sự cảm nhận được thì chúng ta phải thật sự hiểu và tiếp nhận nó với một tinh thần cởi mở. Sẽ thấy được rất nhiều điều hay ho mà các nhà làm game muốn truyền tải. Nhưng mà khen vậy thôi chứ đồ họa xấu thì tôi vẫn khịa như bình thường nha. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Bây giờ thì bye.